Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình với anh Rob sẽ ăn lẩu nè mọi người. More new toys. Mình với anh Rob mới mua được cái nồi lẩu này. Bây giờ nấu lẩu, cái nước này mình nấu nó sôi rồi mình bỏ gẹ vào bên trong này. Have you ever used one of these before? Có trứng cút nữa nè. Yes, in my country. Cái nồi lẩu này nó hơi khác nồi lẩu ở Việt Nam một tí đó mọi người. Tại phía dưới đó. Tại ở Việt Nam hay dùng cái lẩu ga, cái nồi ga hơn là cái nồi điện đó. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ đồ vào tại nó sôi rồi đấy. Bỏ vào ăn chứ đói bụng quá rồi. Oh. Oh, don't drop it. Ai là người thích không? Bỏ hết vô luôn. Oh, you know what we don't have, husband? What? We don't have bowls to eat. Oh yeah. Quên lấy tô ăn mất mọi người. Bây giờ để mình bỏ cái này vô đó. Rau thì mình bỏ từ từ, còn cái này mình bỏ hết vô luôn. Tôm này, bạch tuộc, tôm. Cái này là mấy con vẹn xanh hôm bữa trước á mọi người, hôm bữa trước á mình đang mua về nấu lẩu ăn luôn. I don't think it's all gonna fit. Oh my god, it's all. Uh-oh. Maybe not enough water. Oh, it's too big. Oh shit. Yep. Like this. Now what? Now wait for it boil and we just put vegetable inside and that's it. This is to cover? Yes. Cái này là để này tới để vỏ. Còn cái này là tới nó gấp rau ra này. Just put vegetable in here. Okay. No. Đây. Oh. Oh. Đây là cho nó sôi nhé mọi người. Cho nó chín. Thì đây mình có rau cải son này, this is water carrot, you know. Oh. Đây có rau cải muỗng này, mọi người thấy không? Đây có rau cải cây này đấy, an toàn là cải không? Mình quên lấy tô rồi, để mình lấy hai cái tô mình nên rót ăn. Husband, maybe it's not hot enough. Yeah, can you turn it a little bit higher? Okay. With water. That gets... Just so you know, people, this thing, don't touch it. That's why they have these, because this gets hot. Yeah. I burned my hand. Really? Yes, I touched this thing. Don't touch. I was trying to reach that. Oh, sorry. They put it way down there. Sorry. Oh, man. I'm not happy about that. you want fish short? No. Anh Rob, anh không ăn nước mắm, anh ăn cái nước kia thôi. Hôm nay mình để cái camera cao lên là vừa thấy. Chưa xíu. Hả? Mình với anh Rob rất là đói bụng mọi người ơi, hôm nay không ăn được cái gì luôn á. Mà do mình làm mấy cái con mà mình rửa nó lâu quá nên tốn thời gian. Mọi người biết không, hôm nay mình để cái camera cao này. He loves cooking, but then like 10 minutes after no video and we're finished cooking, he's like, I'm so tired, no talking. No. Yeah, every time. You want nước or I'll put you? You know, today I put the camera higher so you can see the food. So stupid, husband. Maybe that's enough to start. Maybe a little bit. Not that's too much. Not a little bit. Not that much. Look at that bucket on your How about you see? Anh ăn tí mình như đó nha, anh kêu anh no đấy. Đây, I'll put here. Trong thời gian chờ đợi, husband went while we went with chill. Oh my god, yeah. Oh, so hungry, husband. Oh my god. Lâu rồi không làm video em uống chia sẻ với mọi người ha. Long time we don't make the video we eat. You know. Do you want this? You want you? Oh no. I will use one of these. Yep, I think we can eat. What? Not yet. It doesn't cook that fast. Oh yeah. You're crazy. Don't eat high. Oh my god. Oh my god. It's not cooked. Clams are still shut. Huh? You know, in my country, we just when we eat hummus, we just put in, but here I put all inside. Yeah. It's okay. Đây là nồi lẩu. Just remember, don't touch this. Nồi lẩu Thái chua cay nha mọi người. I think you are the only people don't only person don't know that. Well, because I had to reach for this. You told me to turn it up, and I touched that. Oh my god. What you like?
Yeah, that's true. Oh my god. I think you need to cover. Yeah. Oh my god, now it's really hot. Holy cow. Now it's not making as much noise. In the beginning, a lot of noise. Nãy mình nấu nó sôi ở bên ngoài rồi. Giờ cái bếp này mình mới bật lên nó lâu quá. I think you could use this for other things too, not just hot pot. Yes, cái nồi này có thể chắc là nấu súp được nè. You could probably make soup. Yes, I think so. Hot pot, hot pot. Where we buy this one? At Asian market. Oh. Này mua ở chợ châu Á này mọi người. Hôm nay mới thấy, hôm nay người ta mới mua về. Cái nồi như thế này. Because I don't think we would find anywhere else. Mình nhân rót vô thấy cái mua luôn, cái quyết định hôm nay ăn lẩu. Oh wow. There's Chinese writing on it. Yeah. Right there. Yes. Oh. That's from China. Oh. Chữ Trung Quốc, tại vì cái bếp này từ Trung Quốc đó mọi người. Mm. Oh my gosh. It's... Oh. Anh nãy quên nãy đem chan cái nước vào bún ăn trước rồi ngồi chờ cái này nó sôi lên mà quên mất tiêu. Đem ăn luôn. I think it's okay. Yeah. Okay. Nãy nó chín rồi, nó sôi lên rồi, nó có bọt rồi. Maybe we should turn down or no? No, it's okay because it's still. Oh yeah, shrimp is cooked for sure. Đúng rồi, nó chín rồi mọi người, cái con ấy nó hở rồi đấy. You want anything you can get? Okay. I would like to buy it. Oh, the vegetable goes in here, or we take the meat out first? No, the meat can live like that, and I put the vegetable in like that, like the vegetable out. Oh. So the meat, what you eat, you can get. Now? Yeah. Oh. It'd be easier if I use some. Like, that's why we need those grab things I told you, husband. Mình sẽ nhúng rau vào trong này. Oh my god. Có trứng cút ở trong này nữa mọi người. Oh, I think that's it we like. Oh. You're crazy. Oh. Con vẹm xanh anh Rob cũng rất thích. Con vẹm xanh đó mọi người. Người ta chơi người ta cho nó ăn no quá. Phân nhiều lắm mình phải làm cái phân nó ra nó. Nó tốn thời gian quá trời luôn. Are you gonna get husband? That's yeah, enough for me to I'll get myself. You can put water in, you cannot eat without water. But you're crazy. À, mọi người thấy ai ăn lẩu mà không ăn nước không? Oh. Mm. Wow, that's hot. Yeah, that's all. Lid on the table. No, I'm gonna spill. Yeah, that's only good. Because I was too excited. That's it. Oh my god. You no. It's here. No, it's fine now, husband. You want more? No. No. Mọi người ăn lẩu mà chưa có không có cần nước cho anh Rob không? What? This is vegetable. Man, it cooked fast. Holy cow. Yeah, because that is seafood. No. Đồ biển. What you say? Nothing. Oh, mình rất thích ăn cải cay này. Anh Rob anh kêu không biết cái bụi. Do you know what it is? Huh? Do you know what it is? I don't know what that is. Anh nói bên kia không biết cải cay mọi người, mình rất là thích cải cay. Hôm bữa không thấy nhưng hôm nay thấy rất là vui. This is my favorite though, you know that. Yes, Rob anh rất thích em bok choy. Bok choy, oh my bok god. Choy. My favorite. Oh my god, did you have this? What is that? The glass. Mua cái con này một no, con. No, I don't think they're open. Yeah, they do. Oh. Cái con sò ấy mọi người mà còn có 8 con thôi, 9 con thôi. Nó bán đét qua hết mất tiêu rồi. Mấy con sò nó chìm đi đâu hết rồi, mình có được con này, tìm một con cho anh Rob mà không thấy. Oh, see the oven, see? Oh, not much. Holy cow. They're not gonna be easy to open. Mình sẽ có trứng cút và sò. Rồi bây giờ mình ăn đây, mình đói bụng quá rồi. Now it boils, so we turn to the low, you know. Huh? Mình... Octopus looks good though. Do you want to try this vegetable you can get? Yeah.
Oh. Mm. Don't leave this behind, hon, though. Hmm, thank you. Mm-hmm. Is it good? Yeah. Oh. Oops. Nó chua, nó cay, ngọt nữa. Yeah. Hôm nay mình không có bỏ nhiều steak, sa tế, tại vì mình sợ anh Rob ảnh cay trong bữa nay không được hết. Wow, it's good, right? Yep. Oh, oh my gosh. So good. Mm-hmm. Mm-hmm. It's a little bit spicy. Mm-hmm. Oh, my God, this is so good. It's too big. I need to cut. It's got to have two. But oh. It's spicy. It's spicy? Really? It's good. Try it. Hold on. Cái rau cải cay ngon ghê mọi người. That's too big for me. Hold on. I need to cut. It's good. Tôm. Oh, shrimp. Shrimp. It is good. Mm. Mm-hmm. Hôm nay chủ yếu ăn là chính mọi người ơi. Mình nó rót đói bụng. Khi mà đói bụng là ăn như vậy nè. It's good. When we're hungry, we eat, we don't talk. Yep, know? That's for sure. Mm-hmm. Mm-hmm. No time for talking. Oh my god, it's so good. Mm-hmm. Cái con này mà người mua 0.32 cent một con. Nó còn đúng 9 con luôn. Oh, these clams are tough. Oh my god, you don't need spoon. Anh Rob anh quên dọn muỗng rồi. Huh? Anh Rob anh dọn. Oh, there we go. Do you need spoon? No. Ăn lẩu mà không có muỗng, không có đũa bó tay. Let me get the little bastard open. You work so hard. Mm. Oh my god, making me work so hard to eat food. Oh my god, you have to work so much. I'm not happy about that. Đúng là mình nấu cái kiểu này ăn ngon hơn là hôm bữa trước mà bỏ vô cả nồi rồi ăn á. Hôm bữa bỏ vô cả nồi giống như người súp luôn á. Nấu như thế này ăn nó ngon. Khi nào mình ăn mình nhúng rêu vào. You want both more this one or both this and you take that one there. Oh, okay. Whoops. Oh, shit. I'll get that little one. There you go. Good. Mm-hmm. Yeah. Con bạch tuộc ăn ngon ghê mọi người ơi. Con này này. Mm, so good. Oh my god. Mm-hmm. Oops. Oh shit. Mm. Oh my god, I'm so messy. Mình chỉ biết nấu mỗi cái lẩu thái chua cay thôi à. Cái lẩu hải sản này còn cái lẩu bò, lẩu heo, lẩu gà gì đó thì mình không biết nấu. Mình chỉ biết nấu lẩu thái, lẩu cá kèo với là lẩu trứng vịt lộn thôi. Còn là lẩu thịt bò mình không biết nấu. Oh my gosh, it's so good. Oh, this must be the clam that fell out. Oh, the egg. Hớp bình tới từ bốc choy. Hả? Anh Rob anh thích em bốc choy. You want to scoop it out? Yep. It's easier if you grab it, husband. Well, I can put it in here. You want to use it? Huh? No more.
Con này có cái vỏ. Oh my god, it's so good. Good. What did we do today, Papa? Oh my god, shopping. Oh my god, we had a lot to do. Mm-hmm. Lots of shopping, husband. Mình với anh Rob vào ngày chủ nhật đó, mọi người là cứ sáng cũng dậy rồi ăn sáng xong đi mua đồ ăn cho Libby, đi mua đồ ăn cho cả tuần, đi lần cái hết ngày chủ nhật nhanh lắm. Không đi chơi được đâu luôn. Xong buổi chiều thì về dọn nhà vệ sinh, dọn bếp. Mỗi người chia ra dọn vậy đó. Lots of shopping. When did last time we made video about eating? Mình không nhớ là lần cuối mình làm cái video về mình với Rob làm video về em uống là khi nào, cũng lâu quá rồi. Nhiều quá mọi người. It's your favorite. I like those. Cái con mềm ghẹ này tí mình ăn chứ anh Rob anh không ăn. Cho nên mình để mình ăn sau cùng. Mình mua hai con ghẹ luôn. Ồ, mấy cái con này nó rơi hết trơn rồi. Now these little puppies are puppies have baby. Opened up. Oh yeah. Not this one. This one's like completely shut. Yep. Yeah, it is, husband. Look. It never opened up. Can you put it inside? Yeah. One thing it not finished. Second thing it died. Yeah. Con này nó không mở ra, có khi nó chết rồi. Hôm nay ngồi cái kiểu này nè mọi người, em nó đụng cái tay rồi mọi người thấy không? Ah shit. Chấm cút. Nóng quá. Oh my god, we get go from being so hungry to so full. Just like that. So hungry to so full. Yep. Mình nên lót đi từ cái việc rất là đói đến việc ăn rất là no. Bữa nào mà đói là ngồi ăn nhà này ít nói chuyện lắm. Nghe hết đó. Mà bút tích sổ. Lâu lâu ăn lẩu ngon thiệt luôn mọi người, hôm nay trời lạnh lạnh nữa, ăn lẩu nóng là ngon. Hồi tối đó mọi người, mình với anh Rob đi ăn cái đi ăn trong nhà hàng đồ hải sản, xong anh Rob anh kêu một cái món mà đuôi con cá sấu nó chiên đó mọi người. Mình ăn thấy nó sao sao ấy, mà anh Rob anh ăn anh thấy rất là ngon. I think I like the mussels more than the clams. The mussel and clams. These. Better? Yeah, because it has more meat. Maybe that's why. Cái con mèm xanh này nó bự, nó có nhiều thịt hơn mấy cái con sò ấy. Mình mùi anh Rob anh thích ăn hơn. Tại vì mấy con sò mình để lâu ở trong là nó tiêu hết trơn rồi. Maybe. Oh, pardon me. Trời ơi, cảm thấy no mất tiêu rồi. Mình ăn ít quá. Oh, good. Do you want more noodle, husband? Oh, yeah, maybe a little bit. Yeah, or you will be hungry later. No. Mọi người thấy mình ăn cái đũa này xong mình bỏ vào đây không? Ở nhà thì không làm vậy, nhưng mà với mình với anh Rob thì chuyện nó không có sao hết. Chứ ở nhà mà ăn mà mình... Ở nhà ấy, mà mình ăn mà mình... Cái nồi canh được cơm bố mẹ em mà mình để cái đũa mà mình gấp là rất là mất lịch sự luôn. Can you, we're not gonna, we'll keep this, right? The noodle? Yes, if you don't finish, we can keep. Oh my god, we're not gonna finish, husband. Look how much. You're crazy. The noodle. You want more water to rest?
Oh my god. Hôm nay em reo có cải cây cảm thấy nó ngon hơn hẳn hôm bữa em có một mình mà reo cải son à. I can stream in here, that underneath because of the crab you cannot, you know. Oh, maybe. Còn rất là nhiều ở phía bên dưới này mà tại vì nó có mấy con gà này. Cho nên mình dớt không có được. Wow, wow. Oh, they were hiding. Jeez. Yeah, oh my god, look at all that food! Ah. Oh boy. They're hiding. They're hiding. Oh, còn một con mèo xanh nè. Oh, hai con luôn. Mấy con mèo xanh hôm nay mình mua, mình nấu lẩu lắm, cái vỏ của nó có rong á. Cho nên mình phải để mình lấy cái đồ mình cà cái rong nó ra, xong rồi mình phải làm sạch cái ruột của nó. Cái phân của nó nữa, cái phân của nó đen đen nhìn biết sợ không dám nấu luôn. The other tip is when you get excited after Long takes food out and puts it in here, don't try to grab it right away because it's really hot. No, but we call hot pot. I know, I'm saying it's like super hot. Mm. Oh, I'm getting a lot of egg in here. Yeah. I have a lot of things in there you can get. Eat here also. Mm-hmm. Okay. Stop. Hot. You want crab? No. Oh, so all will be mine. Yep, all's yours for sure. Too much work. Hết cười hồi tối. Hồi tối ăn con cua tuyết á mà người mà anh Rob anh không ăn được. Lâu ăn hết luôn. Mấy cái con này nó rơi ra hết rồi còn cái vỏ không nè. It's so tiny, you see. Oh my god, too much work. What? Too much work? You're crazy. I said, it's so tiny. And then I said, too much work to get it. Mấy này là mấy cục xả này. Xả với cà chua. Đó. No quá. Ăn ngon lắm mọi người. Trời lạnh nữa, nấu lẩu nữa. Ăn hết rồi. How do we get food way over there? Oh my god. That's your side, not mine. Uh-huh. Maybe you that. Did that. Maybe. Hot weather, we eat hot pot is very cold weather, we eat hot pot is very good. Although cold is relative. Today, 50 degrees Fahrenheit here. Oh my god, Cleveland, it's so cold. Cleveland with wind chill, 10 below. So 10 below is probably minus... Well, 10 below is, I don't know, I'm trying to think. Zero is 32, I don't know, it's cold. Very cold. 10 below, oh my god. Hôm nay ở bên này mọi người là 50 độ F mà ở Cleveland là âm 10 độ F. Oh, but that is Fahrenheit or Celsius? Fahrenheit. Oh. 10 below Fahrenheit. Âm 10 độ F mà có tuyết nữa, kinh thiệt các mọi người. Yep, with the wind 10 below. That's crazy. I remember I have a year around 15 or 12. I think the year, maybe it was the year we met, was so cold. So mình cho nó muối xuống này. No quá mọi người ơi. So mình cho. Can I have nước đồ hết bạn? Ăn thêm một tay bún nữa. Mọi người thấy bún này giống bún tươi không? Bún là bún gạo mình đem luộc ra ấy. Chứ mình không biết chỗ nào bán bún tươi. Đây, bún gạo luộc ra nhìn rất là hấp dẫn. Can I put that? Oh, thank you. Oh, so good. Oh, I'm getting full.
À, vì my crab, mình sẽ bỏ con gẹ này ra nó cho nó nguội cho mình ăn. Yeah, you have a lot of crab to eat, husband. Oh my god, it's so good. It's wonderful, you know. Mm-hmm. Gẹ, món khoái khẩu của mình đây. Gẹ này mọi người. Con gẹ này là con gẹ xanh ở Việt Nam ấy, nên nhìn là biết liền. Nhìn cái càng của nó có thằng gái này. Con gẹ ở Việt Nam người ta gọi là con gẹ nhàn đấy mọi người. Nhưng mà con gẹ này nó lột phía sau cái thịt nó rất là mềm. Còn hai con này nữa. Oh god. More food. Cố gắng ăn mọi người ơi. Oh my god. It's like never ending food. Being so full, husband. Me too. Nguyên một ngày mình với anh Rob ăn đúng mỗi người một cái sandwich lúc buổi sáng thôi á, chứ không có gì trong bụng á. Oh my god. Buổi trưa là ăn cái kiểu như là uống cái kiểu như uống sinh tố Việt Nam mình gì đó, uống mỗi người mỗi ly rồi xong rồi. I gotta say this thing really works. Yeah, it's really good. Yeah. But it's a little bit expensive, you know. Yeah, it's expensive, but not for electronics. Yep. Mọi người biết không, mình không có biết là cái con gẹ xanh này này là mình làm ra mình thấy có hai loại, một loại là cái ruột nó màu cam cam như thế này, còn một loại là cái ruột nó trắng giống như là con heo vậy đó. Không biết. Hình như là một con đực con cái là sao mình không biết nữa. Why are some? Is the outside different color? No, they're the same, but I don't know, maybe male and female. Mọi người thấy không, cái con này mà trắng, cái con này mà cam này, cái con này mà trắng luôn này, mình không có biết được. Không biết là mình không, bạn nào mà hay ăn đó, chắc các bạn biết, nhưng mà mình thì mình chưa có biết được. Bạn nào biết thì nhớ chia sẻ với mình đi anh Rob nha, mình anh Rob cũng không biết chuyện này. Mình thấy lạ, tại hôm bữa trước mình mua cái hộp kia về toàn nó mèo đỏ, không mình không có mèo trắng. Mèo cam chứ, mèo cam cam đỏ đỏ này nè. Hôm bữa xong hôm nay mua về thấy nó có hai mèo, bất ngờ luôn mà. Oh no. Yeah, last time all is this color, you know. I thought last time all was the brown color. Last time is red color. Really? Hình như là vậy á. Hàng trước mình mua về là toàn mèo đỏ hết mà. Anh đó bảo toàn là mèo trắng, nhưng mà mình chỉ nhớ là lúc lần trước á mình mua về là nó một mèo chứ nó không có hai mèo. Hôm nay nó về mua về có hai mèo, rất là bất ngờ. And rough for you want more white husband? I don't know. I still have crab like this. You want more white? I'm okay. Oh, if you have, I have a little bit more. If you don't want, I don't have. I can get us a little bit more. You don't want this? Cái cái cay này. Yeah. No, it's good. It's okay. So you don't want? Mm-mm. I'll have. I love it. I will always have bok choy over pretty much anything else. Oh, here, give me this. These are over here. Anh Rob, anh đi rót rượu cho mình rồi, bây giờ mình ăn gà này. Gà này mọi người nó mềm lắm, nó không có giống như gà Việt Nam mình, cái vỏ nó cứng không mẹ, nó mềm, mềm xèo à. Mình cũng không biết là con gà này nó nhập ở bên Trung Quốc qua hay là con gà nó bét ở bên này nữa. Nhưng mà nó bán cái kiểu tươi ướp đá, nó bán kiểu ướp đá thì cũng tươi được. I'm gonna have to clean this table, that's for sure. Oh my gosh. Ok, maybe we say goodbye. Ok. Thôi xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người xem cái video ăn lẩu của mình và anh Rob hôm nay. Bây giờ mình ăn hết 4 cái con gà này xong rồi mình dọn. I will eat all this crab after that. We clean, you know. Now we say goodbye. Ok, husband. Ok. Bye mọi người nhé. Xin chào. Bye bye. Xin chào. Cảm ơn.